Thưa ông David Field, qua phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã được nhìn ngắm, đã được chiêm ngưỡng ngôi trường Paris rất là xinh đẹp. Tuy nhiên thì ông có thể nói một chút về cái khoản chi phí mà các bạn sinh viên Việt Nam đến với Paris phải chi trả hàng năm. Không có học sinh nào phải trả toàn bộ chi phí cả, vì tất cả học sinh Việt Nam đều nhận được học bổng của trường. Học bổng tối đa của chúng tôi giúp các em tiết kiệm được 40% chi phí. Chi phí học tại Bailey khoảng 16.000 bảng Anh một năm, bao gồm cả chi phí ăn ở. Bởi vì thế, khi lập kế hoạch cho con đi nước ngoài học, thì phụ huynh phải có kế hoạch cho con đi 1 hoặc 2 năm tại Bailey, 3 năm ở đại học, và có thể là thêm cả 1 năm thạc sĩ nữa. Các em có thể chọn ở trong gia đình bản xứ, hoặc có thể chọn ở trong ký túc xá. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về các bạn sinh viên Việt Nam, những người mới đang theo học tại trường Paris? I think we have some very successful Vietnamese. Các sinh viên Việt Nam rất thông minh và chăm chỉ. Chúng tôi có không ít sinh viên Việt Nam đã rất thành công tại Bailey College. Phần lớn sinh viên Việt Nam đến Bailey học chương trình A-level. Một số các em đã nhận được học bổng của trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều sinh viên chọn học chương trình dự bị đại học và các em vẫn có thể đậu vào những trường đại học rất tốt. Chúng tôi có mối quan hệ rất mật thiết với 50 trường đại học đối tác, trong đó có các trường đại học Bristol, Bath, York, Lancaster, Manchester, Birmingham, Durham. Nếu chẳng may các em không có được kết quả học tập thật cao thì các em cũng có thể vào được những trường khá tốt. Chúng tôi chăm sóc thật kỹ các học sinh xuất sắc và cả những học sinh học lực trung bình để tất cả đều vào được các trường đại học tốt. Cái tỷ lệ mà các bạn sinh viên được vào những cái trường đại học mà nổi tiếng ở Anh Quốc là bao nhiêu? Năm ngoái, 95% học sinh Bailey đậu vào các trường đại học Anh, 75% học sinh chương trình A-level đạt điểm A. Nhưng để có được kết quả này là một sự kết hợp của sự nỗ lực học tập của các em học sinh, sự giảng dạy tận tâm của đội ngũ giáo viên. Họ luôn động viên các em nỗ lực. Chúng tôi có những học sinh luôn hăng hái học tập và ao ước được thành công. Và học sinh Việt Nam là những người như thế. Với tất cả những điều đó hợp lại với nhau, đã làm cho Bailey College thành công. Tôi hiểu rằng Bailey không phải là một trường có chi phí rẻ, nhưng chúng tôi cung cấp cho học sinh chất lượng đào tạo cao nhất. Năm nào chúng tôi cũng có học sinh Việt Nam đậu vào các trường đại học Cambridge hay London School of Economics. Vì vậy, có thể nói Bailey cho các em nhiều sự lựa chọn và nhiều cơ hội. Như ở Việt Nam thì tôi được biết là có 2 ngôi trường quốc tế cũng có quy mô đào tạo tương tự như trường Bailey. Đó là một trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và một trường ở Hà Nội. Như vậy thì điểm khác biệt gì cũng như là những cái ưu thế gì để khiến các bạn sinh viên Việt Nam nên đến Anh Quốc để theo các trường quốc tế ở Anh Quốc? Các trường quốc tế tại Việt Nam chúng ta hay là các trường quốc tế tại Anh Quốc như là Bailey thì rõ ràng với cái tên gọi là trường quốc tế thì có nghĩa là họ chuyên tâm đào tạo sinh viên quốc tế. Đối tượng đó là đối tượng phục vụ chính của nhà trường, dành cho các em không phải là người nói tiếng bản xứ. Thành ra các em là những người từ một cái nền văn hóa xa lạ đến với một nền văn hóa mới này. Các em cần một cái sự thông cảm và hiểu biết của những thầy cô ở đây. Thì các em mới được đào tạo một cách tốt nhất và các em dễ dàng hòa nhập với cái nền văn hóa mới đó. Anh có thể cho chúng tôi biết về số lượng các bạn sinh viên Việt Nam đã theo học ở trường Bailey và có được cái kết quả học tập tốt tại các trường đại học Anh Quốc không ạ? Hàng năm thì trường Bailey đón nhận khoảng hơn 50 học sinh Việt Nam đến theo học tại Bailey College. Và cụ thể trong năm học 2008 này thì chúng tôi có hơn 60 học sinh Việt Nam đã chọn đến học tập tại trường. Thì hàng năm chúng tôi vô cùng hãnh diện về kết quả học tập của các em. Trong cái bảng tổng sắp hạng của trường thì luôn luôn thấy tên học sinh Việt Nam có cái kết quả học tập rất là đáng nể phục. Và hàng năm đều đặn chúng tôi đều có 1 hoặc 2 học sinh Việt Nam đậu vào trường đại học Cambridge hay là trường đại học London School of Economics, Imperial College of London, Đại học Warwick. Đó là những trường đại học rất là có uy tín tại nước Anh và luôn luôn có sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ Bailey College đậu vào các trường đại học uy tín đó. Như vậy thì cụ thể là cái khả năng mà các bạn sinh viên Việt Nam có thể hòa nhập được với môi trường sống cũng như là môi trường học tập ở đây như thế nào? Cái khả năng thì hoàn toàn các em có thể dễ dàng hòa nhập thôi chứ không có gì khó khăn cả. Thứ nhất là do đội ngũ giáo viên của trường của chúng tôi rất là am hiểu sinh viên quốc tế và biết rõ là sinh viên quốc tế có những cái nhu cầu cần được hỗ trợ như thế nào. Thì nhà trường có cả một đội ngũ rất là am tường sinh viên quốc tế giảng dạy cũng như hỗ trợ các em.
kế nữa là các em đang học ở trong cái môi trường quốc tế nên các em có rất là nhiều bạn đồng hồi đồng thuyền. Và thế hệ sinh viên Việt Nam đến sau luôn luôn có những các bạn sinh viên đến trước hỗ trợ. Nên cái chuyện hòa nhập thì tôi nghĩ không phải là một vấn đề đáng cho phụ huynh hay các em học sinh lo lắng, quan ngại trước khi đến trường. Và bây giờ thì tôi rất muốn ông David Field có thể giới thiệu cụ thể hơn về những chính sách giáo dục của Anh Quốc dành cho các bạn sinh viên quốc tế ạ. Chúng tôi cũng thường trao học bổng cho sinh viên Việt Nam và muốn nhìn thấy nhiều học sinh giỏi của Việt Nam đi vào các trường đại học hàng đầu. Chúng tôi có học bổng cho chương trình A-Level và mức độ học bổng dựa vào kết quả học tập và kết quả của cuộc phỏng vấn. Chúng tôi sẽ phỏng vấn tất cả học sinh muốn tham gia vào chương trình học bổng. Vì vậy, nếu có những học sinh có kết quả học tập giỏi, tiếng Anh tốt, đến từ các trường phổ thông trung học tốt, chúng tôi rất muốn gặp, nói chuyện và tìm cơ hội để trao học bổng cho các em ấy. Đối với những các học sinh có học lực từ khá trở lên, thì chúng tôi có chương trình học bổng hữu nghị dành cho tất cả các chương trình GCSE, A-Level và dự bị đại học. Điều kiện sinh hoạt cũng như là sinh sống, ăn ở của các bạn sinh viên Việt Nam khi theo học tại trường Paris, anh Duy có thể giúp không? Ngay từ đầu chúng tôi luôn luôn nêu rõ với phụ huynh rằng các em học sinh có thể lựa chọn ở trong gia đình bản xứ hoặc là ở trong ký túc xá của trường. Tất cả gia đình bản xứ mà chúng tôi giới thiệu đến phụ huynh học sinh đều là những cái gia đình đã có nhiều năm làm việc với Bellaby College, nhiều năm đón nhận sinh viên nước ngoài và họ là những gia đình có kinh nghiệm. Nên họ hiểu rất là rõ cái sự khác biệt về văn hóa, hiểu những cái khó khăn của các em khi mới hòa nhập. Hoặc ký túc xá của trường cũng là một cái lựa chọn rất là an toàn và tiện lợi gần trường. Thì học sinh Việt Nam chúng ta luôn luôn có hai sự lựa chọn đó khi các em chọn đến học tập của trường tại Bellaby College.